Chiều ngày 29 tháng 3 tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi về tình hình tổ chức và hoạt động của các tòa án quân sự. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, tranh án Tòa án nhân dân tối cao đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng thứ trưởng bộ quốc phòng thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng trung tướng đỗ căn phó chủ nhiệm tổng cục chính trị cùng các đồng chí lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao các cơ quan chức năng bộ quốc phòng và tòa án nhân dân tối cao Báo cáo và các ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá, trong những năm qua, các tòa án quân sự đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Tòa án Nhân dân tối cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong 3 năm, từ 2016 đến 2018, các tòa án quân sự đã thụ lý giải quyết 622 vụ với 1.323 bị can, bị cáo, 100% các vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của các tòa án quân sự đã được giải quyết trong thời hạn luật định. Tỷ lệ án bị hủy, cải sửa nghiêm trọng giảm. Trong quá trình thụ lý, nghiên cứu, tổ chức xét xử các vụ án có nhiều vụ án phức tạp nghiêm trọng. Ủy ban thẩm phán tòa án quân sự Trung ương và các tòa án quân sự cấp quân khu đã chủ động tham mưu đề xuất cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu, quân chủng, Bộ Tổng tham mưu phương án giải quyết đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã ghi nhận biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của tòa án quân sự các cấp. Để hệ thống tòa án quân sự các cấp hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng của hai bên tiếp tục ra soát lại đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp tại các tòa án quân sự để có giải pháp kiện toàn bố trí, sắp xếp phù hợp. Các tòa án quân sự khi có nhu cầu tuyển dụng cán bộ có thể nghiên cứu lấy nguồn từ sinh viên tốt nghiệp Học viện Tòa án trên cơ sở nhu cầu của các tòa án quân sự hàng năm học viện tòa án sẽ đào tạo một số sinh viên được lựa chọn từ các sinh viên đã trúng tuyển các trường đại học của bộ quốc phòng tạo điều kiện để thẩm phán tòa án quân sự đến thực tế tại các tòa hình sự tòa dân sự để tham gia xét xử các vụ án tại các tòa án nhân dân nơi đóng quân theo hướng dẫn của tòa án quân sự trung ương Đề nghị các đơn vị chức năng trong quân đội sớm có ý kiến đối với những vụ án mà các tòa án quân sự xin ý kiến theo quy định của chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, nay là chỉ thị 26 CTTU để giúp cho các tòa án đảm bảo việc giải quyết vụ án trong thời hạn theo quy định của pháp luật tố tụng. Tòa án nhân dân tối cao sẽ thực hiện cấp trang thiết bị cho các phòng xét xử của các tòa án quân sự theo mô hình mà pháp luật đã quy định chung cho toàn ngành.